Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã gặp lại quý vị cùng đồng hành trên kênh Sài Gòn TV 123 của Cường. Hiện tại Cường đang có mặt ở bên công viên bến Bạch Đằng Sài Gòn, ngày chủ nhật 17 tháng 3 2024. Cường đến đây là khoảng 7:30 tối. Một ngày cuối tuần mến chúc quý vị và các bạn càng được niềm vui và thật hạnh phúc bên gia đình của mình. Đến với công viên bến Bạch Đằng Sài Gòn, Cường muốn chia sẻ và cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn về tình hình ở bên bến chờ tàu thủy Sài Gòn Vertibus. Về việc mấy ngày nay Cường thấy là ở tại đây đã tháo dỡ 3 chữ ga tàu thủy và đã để lại 2 chữ Bạch Đằng, để xem ngày nay họ có gắn chữ ở tại cái chỗ đã tháo dỡ không. Nào xin mời quý vị và các bạn cùng Cường đi dạo một vòng ở công viên bến Bạch Đằng. Sau đó mình đến với các địa điểm nhà chờ tàu thủy Sài Gòn Vertibus nha. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đã lâu rồi ở phía cầu tàu, hình như ba cái khu vực cầu tàu này á, thì đã đóng cho khu vực này không cho mọi người đến đây để vui chơi tham quan ở phía cầu tàu. Đây quý vị có thể nhìn thấy ha. Đây mình sắp đến cầu tàu thủy cao tốc đó quý vị, để mình đến đó mình xem sao. Đây đã đến rồi nè, tàu thủy cao tốc nè, Bạch Đằng đã gỡ cái chữ ga nha quý vị, và đã lắp cái chữ bến, bây giờ là bến tàu cao tốc Bạch Đằng ha. Lúc trước thì để ga tàu cao tốc, bây giờ đã thay để bến tàu cao tốc. Cái từ ga tàu thì không có đúng, thành ra bây giờ đã thay thế bằng bến tàu cao tốc này. Bây giờ mình tiếp tục đi đến ở cái nhà chờ Sài Gòn Vertibus nha quý vị. Đây, từ xa mình cũng đã thấy rồi ha, đã tháo dỡ cái ba chữ ga tàu thủy, để lại là Bạch Đằng. Hiện tại quý vị có thể nhìn thấy là chưa có lắp cái chữ là ga tàu thủy nha. Đây đến rồi nè ha, cái chữ ga tàu thủy thì đã tháo dỡ ra và chỉ còn chữ Bạch Đằng. Đây quý vị có đang thấy ha, chưa có lắp chữ ga tàu ở tại đây, chưa có lắp. Đây nhà cà phê trà Catinat, ở tại đây lúc nào cũng thấy đông hết trơn quý vị, vị trí đặt ở đây rất là chiêu chiêu. Bây giờ mình tiếp tục sẽ qua bên Sài Gòn Vertibus Bạch Đằng để mình xem tình hình ở bên cái khu vực này nó như thế nào nhé.
vực này đã thay chữ rồi nha. Lúc trước là để là ga tàu thủy Bạch Đằng, bây giờ đã đổi là bến tàu Bạch Đằng, thay cái chữ bến ha quý vị ha. Hôm nay Chủ nhật thì mọi người đã đến đây để mua vé để đi qua từ Bạch Đằng qua bên cái công viên Thủ Thiêm. Hãy cùng vô trong đi cùng xem thế nào ha. Đây từ Bạch Đằng mình qua bên Thủ Thiêm ha quý vị. Để cùng qua bên cái quầy để mình chia sẻ cho quý vị xem ở phía bên quầy bán vé như thế nào nha. Khi mà quý vị và các bạn mua vé rồi, mình sẽ xếp hàng ở tại đây để mình chuẩn bị tới giờ mình sẽ qua bên công viên Thủ Thiêm. Hiện tại ở cái khu quầy bán vé thì vé Bạch Đằng qua bên Thủ Thiêm hiện tại vẫn còn bán như quý vị. Đây mọi người, từ ở cái tàu Sài Gòn Vetabus á, từ bên Thủ Thiêm qua bên bến Bạch Đằng nha quý vị. Hiện tại là khách đang từ ở bên Thủ Thiêm á qua bên bến Bạch Đằng, và mọi người có vé từ bên bến Bạch Đằng á thì đang chuẩn bị để cho khách qua hết và sẽ tiếp tục đi từ Bạch Đằng á qua bên Thủ Thiêm nha quý vị. Thủ Thiêm á đổ về qua bên bến Bạch Đằng. Đây quý vị có thể thấy tất cả mọi người có vé đã chuẩn bị xếp hàng để từ bên bến Bạch Đằng á qua bên công viên Thủ Thiêm. Đây rất là đông nha quý vị, hôm nay Chủ nhật mà. Đây tất cả các khách ở từ bên Thủ Thiêm á đã lên hết rồi nha. Bây giờ mọi người từ ở bên bến Bạch Đằng á bắt đầu đi xuống tàu Vetabus để qua bên công viên Thủ Thiêm. Đây quý vị có thể thấy ha, rất là đông. To go from Bạch Đằng to Thủ Thiêm will be leaving soon. Please get in line and have your ticket ready. Thank you. Sài Gòn Vetabus trân trọng kính chào quý khách. Tàu khởi hành từ Bạch Đằng đến bến Thủ Thiêm sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Hành khách nào có vé trên tàu vui lòng di chuyển đến khu vực soát vé để chuẩn bị lên tàu. Xin cảm ơn. Welcome to Sài Gòn Vetabus. The boat to go from Bạch Đằng to Thủ Thiêm will be leaving soon. Please get in line and have your ticket ready. Thank you. Sài Gòn Vetabus trân trọng kính chào quý khách. Tàu khởi hành từ Bạch Đằng đến bến Thủ Thiêm sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Hành khách nào có vé trên tàu vui lòng di chuyển đến khu vực soát vé để chuẩn bị lên tàu. Xin cảm ơn. Welcome to Sài Gòn Vetabus. The boat to go from Bạch Đằng to Thủ Thiêm will be leaving soon. Please get in line and have your ticket ready. Thank you. Vé để chuẩn bị lên tàu. Xin cảm ơn. Welcome to Sài Gòn Vetabus. The boat to go from Bạch Đằng to Thủ Thiêm will be leaving soon. Please get in line. Sài Gòn Vetabus trân trọng kính chào quý khách. Tàu khởi hành từ Bạch Đằng đến bến Thủ Thiêm. Ước khoảng 15 phút thì có một chuyến từ bên bến Bạch Đằng qua bên công viên Thủ Thiêm, và từ Thủ Thiêm thì qua bên bến Bạch Đằng giá chỉ có 15k thôi nha quý vị. Cường đã qua bên cái chỗ gửi xe ở Sài Gòn Vetabus Bạch Đằng. Quý vị có thể nhìn thấy hiện tại là đã tháo dỡ cái chữ là ga tàu thủy và sẽ đổi lại là bến tàu thủy Bạch Đằng nha quý vị. Đây là cái chỗ, cái khu vực gửi xe để mình đi Sài Gòn Vetabus quý vị. Phía
trước là cái công trường Mê Linh, đó là có bức tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Bây giờ Cường sẽ qua bên cái khu vực trà cà phê Catinas. Đây là nhà cà phê trà Catinas. Giờ mình sẽ vô cái khu vực này nhé, để xem tình hình ở phía trong nó như thế nào, để kiếm mua một ly cà phê uống. Ở cái khu vực cà phê Catinas này lúc nào cũng đông quý vị. Đây, mọi người cũng sắp hàng á, tôi đến đây là lúc nào cũng sắp hàng để mọi người đến mua á quý vị. Để mình chọn lựa thức uống cà phê trà này nọ. Cường xin phép tạm dừng và khép lại video này nha. Cường rất cảm ơn quý cô chú và các bạn luôn theo dõi và đồng hành trên kênh Sài Gòn TV123 của Cường. Đêm chủ nhật mến chúc quý cô chú và các bạn sức khỏe, gia đình mình vui và thật hạnh phúc bên gia đình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.